Xin chào quý vị và các bạn. Oi bức và khó chịu chính là cảm nhận của người dân Trung Bộ lúc này. Trong nhiều ngày qua, nắng nóng và nắng nóng gay gắt đã bao trùm suốt dọc các tỉnh Trung Bộ, đặc biệt là từ Đà Nẵng cho đến Bình Định. Nhiệt độ hôm nay tiếp tục cao, có nơi ở ngưỡng trên 39 độ. Tình trạng này còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới. Nắng nóng gay gắt có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Mức nhiệt trên 35 độ sẽ kéo dài từ 11 đến 17 giờ. Quý vị không nên đi ngoài đường quá lâu trong khoảng thời gian này. Tại thành phố Đà Nẵng, đây là khu vực nằm trong trọng tâm nắng nóng đợt này. Nắng trải dài từ sáng đến chiều với nhiệt độ cao nhất hôm nay là 38 độ. Thời điểm trưa chiều, cảm giác oi nóng khó chịu hiện hữu khá rõ. Đến tối và đêm mà nhiệt độ vẫn còn trên ngưỡng 30 độ. Tuy nhiên do là thành phố biển nên gió biển sẽ khiến cho cảm giác ngột ngạt của người dân nơi đây dịu bớt phần nào. Cũng là nơi có nắng nhiều nhưng cường độ bớt gay gắt hơn Trung Bộ là miền Bắc. Ở đây nắng sẽ lên từ sau 7 giờ sáng và càng về trưa chiều cường độ mỗi lúc sẽ ngày càng mạnh hơn. Nhiệt độ cao nhất hôm nay duy trì ở khoảng 35 đến 37 độ. Từ sau 17 giờ nhiệt độ sẽ hạ dần. Đến tối và đêm nay mức nhiệt thấp nhất trong khoảng 28 đến 29 độ. Cùng chung xu thế thời tiết đó, trưa chiều nay thời tiết Hà Nội cũng sẽ có nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ. Cùng với hiệu ứng đô thị thì cảm nhận của người dân sẽ càng khó chịu hơn ở ngoài trời. Thời tiết không thuận lợi và diễn biến dịch bệnh thì ngày càng phức tạp. Quý vị tuyệt đối không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết. Xuôi xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trưa nay trời nhiều mây, nắng gián đoạn với nhiệt độ ở Tây Nguyên dao động từ 29 cho đến 32 độ, còn Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ. Gió Tây Nam sẽ gia tăng cường độ vào chiều tối, gây mưa dông nhiều nơi ở hai khu vực này. Lưu ý trong cơn dông vẫn tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức chú ý. Mưa sẽ còn tăng trong những ngày tới. Cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh, trưa chiều nay trời nắng nhẹ với mức nhiệt cao nhất là từ 32 đến 33 độ, khả năng mưa là 80%, quý vị cần mang theo vật dụng che mưa bên mình khi ra ngoài. Do có mưa nên tối và đêm trời mát với mức nhiệt chỉ dao động từ 25 đến 26 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Thank you.